Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh Học cùng cô Thùy Linh. Trong video này, cô mời các em cùng đọc bài 10 Tiếng nói của cỏ cây, sách tiếng Việt lớp 4, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Tiếng nói của cỏ cây. Những ngày hè ở nhà ông bà, Tania được thỏa thích chạy nhảy trong vườn. Thấy khóm hoa hồng bạch có vẻ chật chỗ, cô bé liền bứng một cây nhỏ nhất trồng vào chỗ đất trống dưới cửa sổ. Ngắm nghía một hồi, cảm thấy chưa hài lòng, cô đến bên khóm huệ, chọn một cây đem trồng cạnh cây hoa hồng. Những đêm hè thường có mưa rào làm cho đất dịu mát. Sáng sáng, mặt trời hiền hòa ló dạng bên bầu trời mới được tắm gội. Muôn hoa vui sướng chào đón ánh dương, cùng nhau tưng bừng nở rộ. Ô kìa, bụi hoa hồng được chuyển trộm mới đẹp làm sao. Những bông hoa màu trắng dịu, cánh hoa trong suốt lung linh. Hoa nở nhiều đến nỗi cả bụi cây như phủ đầy tuyết trắng. Hàng xóm đi qua trông thấy bụi hoa hồng dưới cửa sổ, đến hỏi: "Đây là giống hoa mới phải không?" "Không ạ, vẫn giống cây đó thôi." Tania chỉ cho mọi người khóm hồng cũ, hoa của chúng nhỏ hơn và không rực rỡ bằng. Kỳ lạ thay, cây hoa huệ dưới cửa sổ giờ đây cũng đẹp trội hơn hẳn những cây mà nó sống cạnh trước kia. Những bông huệ trắng muốt, đẹp như một nàng tiên trong truyện cổ tích. Tania nghĩ mãi về nguyên nhân biến đổi của cây. Có lẽ là do chỗ ở mới của chúng thoáng hơn, không bị rễ của cây khác tranh chấp màu dưới đất. Đêm ấy, bên cửa sổ mở rộng, có tiếng thở nhẹ mơ hồ xen lẫn tiếng thì thầm. "Bạn thân mến," bụi hoa hồng khẽ nói, "hơi thở của bạn làm tôi dễ chịu quá." "Cảm ơn bạn," cây hoa huệ cất giọng nhẹ nhàng. "Không có bạn, tôi làm sao được tươi tắn thế này?" Theo Bella Di Rua, Nguyễn Trung dịch. Bây giờ, cô mời các em cùng đọc lại câu chuyện Tiếng nói cỏ cây và trả lời các câu hỏi ở cuối bài nhé. Video của cô đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.